Chào mừng các bạn đã đến với Wayshop ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip đặc biệt, đó là mở hộp trải nghiệm sản phẩm whey protein isosurf của hãng Mutant. Hãng Mutant thì là một hãng thực phẩm bổ sung rất là nổi tiếng đến từ Canada rồi, với các sản phẩm chất lượng cực kỳ tốt và hương vị cực kỳ tuyệt vời. Ví dụ như là whey protein isosurf này, Mutant Mass hay là Mutant BCA. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp và trải nghiệm sản phẩm whey protein isosurf này. Và vị hôm nay mình lựa chọn đó là vị dứa dừa. Đây là một kết hợp nghe khá là tuyệt vời, và lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem nó tuyệt vời đến mức độ nào. Sản phẩm whey protein isosurf này thì là một loại whey protein thủy phân cao cấp, và mỗi serving sẽ cung cấp cho các bạn 25g protein này, 16,3g glutamine và EEA, tiếp đến là 5,5g BCA. Sản phẩm này thì là 100% whey protein isolate và whey protein thủy phân, sẽ không chứa thành phần concentrate kém chất lượng. Nếu các bạn có muốn tìm hiểu về cái bảng thành phần amino acid thì chúng ta có thể xem ở đây. Lượng amino acid của nó rất là lớn, đặc biệt là các amino acid thiết yếu cơ thể cũng tự sản xuất được. Ví dụ như lượng tryptophan nó là 0,4 trên 25g protein, tức là nếu mà là 100g protein nó sẽ là trên 1,6g, một lượng rất là lớn. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy ở đây thì có sản phẩm có đầy đủ các tem mác, ví dụ như tem phụ này, tem của hãng Profit là hãng phân phối sản phẩm này, được dán ở trên nắp ở đây, mình vẫn chưa mở ra, và tem đảm bảo Wayshop với các chế độ hậu mãi ở bên trên. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp và trải nghiệm sản phẩm isosurf ngay bây giờ. Như các bạn thấy ở đây thì sản phẩm này vẫn còn nguyên tem ở đây, và bây giờ mình sẽ mở nó ra. Như các bạn có thể thấy thì sản phẩm này là một sản phẩm cao cấp, nên ở đây sẽ còn có thêm một cái lớp seal nữa là lớp seal phụ, giúp cho cái không khí nó sẽ không bị lọt vào sản phẩm, để sản phẩm nó luôn luôn giữ được cái trạng thái tươi mới nhất có thể khi sử dụng. Mình sẽ tiếp tục bóc thêm cái lớp này ra. Cái lớp seal nó khá là chắc chắn, và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là chắc chắn nó sẽ không có để không khí lọt vào. Vâng. Như các bạn có thấy ở đây thì bột ở bên trong của isosurf là cực kỳ mịn và rất là nhìn trông rất là đẹp. Bột này thì khi pha ấy, thì lần trước mình đã pha cùng với một bạn nữa rồi, thì nó rất là dễ tan, thì cái lớp bột bên trong rất là đẹp và mịn. Bây giờ mình sẽ múc ra và đổ vào shaker để cùng lắc thử trải nghiệm hương vị của sản phẩm ngay bây giờ. Nếu mà nói về mùi của sản phẩm thì mình thấy rất là thơm, rất là dậy mùi. Bột của sản phẩm này rất là nhẹ, mình nhấc lên, mình chỉ lúc vào nãy mình mở ra thì thấy rất là nhiều bột nhỏ, cái lớp bột nhỏ bay ra, nên là cái mùi thơm của nó rất là dậy. Nó không giống như một số cái sản phẩm whey concentrate kém chất lượng, mùi khá là khó ngửi. Ok, một lượng của nó khoảng tầm 30g rồi, đóng tạm vào đã. Rồi bây giờ mình sẽ lắc cái lớp bột này lên, xem chừng rất là dễ tan. Các bạn có thể thấy mình chỉ cần lắc nhẹ là nó đã tan rồi. Và pha ra thì nó sẽ có một màu trắng sữa, trông khá giống vị vani. Vị này là vị dứa dừa, nhưng mà mình cảm giác như là phần dừa hơi nhiều thì phải, nên là màu với màu trắng nhiều như này. Rồi đã tan rất là đều, và mình đánh giá nó rất là ít bọt. Sản phẩm này có chứa găm nên là lượng bọt rất là ít. Bây giờ mình sẽ đổ ra và thử trải nghiệm. À, mời các bạn nhé. Quên rồi. Mình chỉ cần gần mới chạm vào cái whey thôi, mình đã ngửi thấy mùi dứa và dừa rất là ngậy rồi. Đặc biệt là mùi dứa rất là thơm. Về hương vị thì mình thấy vị dứa có vẻ là nó chiếm, mình cứ tưởng là vị dừa với màu trắng này thì vị dừa sẽ là nổi trội, nhưng mà vị dứa trong sản phẩm này là nổi trội hơn. Vị dừa nó chỉ vừa đủ thôi, khiến cho sản phẩm nó vẫn có độ ngậy và béo, nhưng mà nó lại không hề bị ngán, nó không bị hề bị ngấy như kiểu các vị vani thông thường của các loại whey protein. Vị dừa làm cho cái sản phẩm này mình đánh giá rất là dễ uống và uống rất là thích, nó không bị ngấy một tí nào, và vị ngọt nó là vừa phải. Nhưng mà mình đã từng trải nghiệm một số sản phẩm, một số hương vị khác, ví dụ như là hương vị
sô cô la bạc hà thì nó ngọt hơn một chút, và nếu mà các bạn mà có khẩu vị nhạt ấy thì mình thấy cái hương vị của dứa dừa này khá là thích hợp, bởi vì cái độ ngọt của nó rất là vừa phải. Các bạn có thể giảm lượng nước bớt đi để tăng độ ngọt, hoặc là uống như mình là ở mức 300ml nước để có cái trải nghiệm tốt nhất khi mình đang sử dụng. Đánh giá chung của mình về cái sản phẩm Oya Sushuk này ngày hôm nay thì về hương vị mình đánh giá cho nó một trên một, nếu mà cho thang điểm 10 mình sẽ cho nó thang điểm 8.5 đến 9 điểm. Một cái hương vị rất là cân bằng, ngon, không quá ngọt, rất là dễ uống, hương vị rất là thơm và dịu nhẹ. Khi mở hộp ra thì các bạn có thể nhìn thấy như vừa nãy là nó cái bột rất là mịn và nhìn nữa thấy rất là thích mắt rồi. Và khi lắc thì các bạn có thể thấy như mình vừa nãy lắc, mình chuyển lắc vài cái là nó tan hết bột ra rồi, nó sẽ không bị vón viếc gì cả. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.